Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 2, câu 13 đến câu 25. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ đã tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu vốn quý trọng đền thờ Jerusalem. Người gọi đó là nhà cha của tôi, nhà cầu nguyện. Người không muốn nơi thánh này trở thành cái chợ. Người không chấp nhận nhà của cha mình bị xúc phạm. Chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu không vui lòng. Người thấy cần phải thanh tẩy đền thờ, dù điều đó sẽ đưa người đến chỗ thiệt thân. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Đức Giêsu ám chỉ cái chết và sự phục sinh của người. Đền thờ ở đây chính là thân thể Đức Giêsu. Thân thể được phục sinh của người sẽ là đền thờ mới, nơi nhân loại thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực. Đức Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem, người cũng muốn thanh tẩy, chỉnh đốn lại đền thờ tâm hồn chúng ta. Người mời gọi mỗi người hãy nhìn nhận thật sâu vào nội tâm của mình để truy tìm những điều làm cho chúng ta ra nhơ bẩn và quyết tâm thanh tẩy tâm hồn. Vì từ trong lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống. Có thể nói, mùa chay là mùa giúp chúng ta nhìn lại đền thờ tâm hồn của mình để xin ơn Chúa thanh tẩy tâm hồn khỏi những đam mê tội lỗi, những thói hư tật xấu, ngõ hầu xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị. Thánh Phaolô khẳng định: thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần. Vì thế, chúng ta phải tôn trọng thân xác chúng ta là đền thờ Thiên Chúa, được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng máu Thánh Người, được sức dầu Thánh Hiến bằng Thánh Thần, được ba ngôi Thiên Chúa vui thích chọn làm nơi ngự trị. Cần trang điểm đền thờ thân xác chúng ta bằng những đức tính tốt, phải nâng cấp bản thân bằng rèn luyện cho mình những phẩm chất cao đẹp, cho xứng với danh hiệu đền thờ cao quý của Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa, tâm hồn và thân xác chúng con là đền thờ của Chúa.
Thế mà chúng con đã không ít lần để tâm hồn và thân xác mình hoen ố bởi biết bao thói hư tật xấu, đam mê thấp hèn. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và thân xác chúng con khỏi những bùn nhơ tội lỗi, hầu xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ba ngôi ngự trị. Amen.